thần y danh nghi tự xưng đệ tử Võ Hoàng Yên và các bẫy trên mạng. Thời gian gần đây trên Internet, mạng xã hội nhan nhản các quảng cáo, thông tin về các thần y chữa đủ thứ bệnh, bệnh nào cũng cam kết chữa khỏi 100%, kể cả những bệnh tây y phải bó tay. Chính vì tâm lý có bệnh vái tứ phương, nhiều người cả tin nghe theo các bài thuốc không có kiểm chứng và đã lĩnh hậu quả là phải đánh đổi bằng sức khỏe, tính mạng của mình. Ông Trịnh Xuân Vượng ở tổ 8, khu phố 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, người tự xưng là ông trời, có thể chữa được trăm thứ bệnh. Khi bệnh nhân bị phong ngứa đến tìm, ông Vượng cho rằng bệnh phong ngứa là do nghiệp tạo ra, không có thuốc nào có thể chữa được, chỉ có ông chữa được thôi. Cụ thể ông này nói do kiếp trước, không chỉ một mà hàng trăm kiếp trước, người nhà bệnh nhân này làm nghề chế biến sứa biển nên giờ sứa sổ ra gây ngứa. Tối nay đúng 19 giờ, cứ đem người nhà tới đây ngồi hay nằm tùy thích, ăn trái cây, uống nước máy rồi hấp thụ khí để cho chất độc sổ ra hết ngoài thì bệnh sẽ khỏi. Nếu vẫn chưa hết thì ông sẽ đắp và bó thêm bánh mì cho, loại này hút chất độc nhanh, đảm bảo chỉ một thời gian ngắn khỏi bệnh nên cứ yên tâm, ông Vượng nói. Bệnh nhân này trước khi về còn nói với một người hàng xóm bị ung thư vú giai đoạn cuối. Bệnh viện chữa không khỏi, trả về nhà, đang nằm chờ chết. Nghe xong, ông Vượng khẳng định, ông chữa được hết, cứ bảo họ tới đây, bệnh là do nghiệp tạo ra, kiếp trước do người này cắn người ta nên giờ bị ung thư vú thôi. Cứ đến ông hấp thụ khí sẽ được hóa giải và sẽ khỏi bệnh. Đúng giờ hẹn, người đóng giả bệnh nhân dẫn một đồng nghiệp, đóng giả người nhà bị bệnh tới nhà ông Vượng. Ông yêu cầu bệnh nhân ngồi duỗi thẳng hai chân để ông trị bệnh. Ông trông người mày toàn ma khí xanh xanh, đỏ đỏ và hôi tanh lắm nên cố gắng ngồi cho nó sổ hết ra ngoài. Ông Vượng nói trong lúc thực hiện động tác mà ông nói là hấp thụ khí để thải độc ra khỏi cơ thể người bệnh. Ngồi một lát, có thêm một người phụ nữ xanh xao gầy gò tìm đến. Theo lời ông Vượng, đó là chị Hát bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối và đi khám, chữa tại các bệnh viện nhưng bệnh không khỏi. Từ khi đến nhờ ông, bệnh thuyên giảm nhanh chóng và sắp khỏi. Và dĩ nhiên bệnh của chị Hát cũng do nghiệp tạo ra. Nói rồi, ông Vượng cũng lấy một trái chuối và một trái ổi đưa cho chị Hát và bảo ngồi xuống cạnh mọi người. Chúng tôi đánh tiếng hỏi chị Hát có ổn không thì nhận được câu trả lời ổn và vì bệnh sắp khỏi rồi. Chỉ trong vòng 1 giờ, những người giả làm bệnh nhân đếm được khoảng 10 người. Cả nam, cả nữ, chủ yếu là trung niên và người già với đủ thứ bệnh hiểm nghèo đến nhà của ông Vượng để chữa bệnh. Và khi tới đây, ông Vượng đều phát cho họ một trái chuối và một trái ổi rồi ngồi dưới nền gạch ăn. Ăn xong thì rót nước máy chứa trong những chiếc bình nhựa xanh bám nhiều bụi để ở góc sân ra uống. Thầy Tư Tịnh, tên thật là Bùi Văn Tịnh, thuộc xã Tân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, là đệ tử của thần y Võ Hoàng Yên, tự xưng là chữa được bách bệnh, từ nặng cho đến bệnh nhẹ. Cách cơ sở của thầy Tư khoảng 3 km. Khi được hỏi về cơ sở của thầy Tư, người bán hàng rong phản ứng rằng thời buổi này bệnh đi khám bác sĩ chứ tìm ông Tư Tịnh làm chi. Người già cả thiếu kiến thức tìm đến không nói, mấy anh chị trẻ tuổi vậy mà cũng tin. Vô đó ổng đạp, đánh cho mà tè ra quần, chứ có thấy ai hết bệnh đâu. Người này nói tiếp, trước đây thầy Tư gặp thời nên khách đến đông lắm, toàn khách thập phương, giờ thì bị chính quyền tuyết còi nên thừa khách, nhưng vẫn hoạt động lén lút. Người trong nhà thầy Tư nếu thấy khách lạ mặt sẽ trả lời dứt khoát là thầy đã nghỉ chữa bệnh. Còn nếu được vào nhà thầy Tư thì người trong nhà sẽ báo là thầy đã đi thành phố Hồ Chí Minh học nghiệp vụ y, giờ có đệ tử của thầy Tư làm thôi. Những ngày qua, dư luận nóng lên vì sự việc ông Võ Hoàng Yên, sinh năm 1975 được đồn thổi là thần y, bị tố lừa đảo hàng trăm tỷ đồng, dàn dựng cảnh chữa bệnh nan y để tự quảng cáo hình ảnh. Trước đó, người này tự nhận có khả năng trị được các bệnh, câm, điếc, bại liệt nên có nhiều người tìm đến điều trị. Cục Quản lý Y, Dược Cổ truyền Bộ Y tế đã vào cuộc, yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Thuận nơi cấp chứng chỉ hành nghề cho ông Võ Hoàng Yên kiểm tra, ra soát toàn bộ thông tin về việc cấp chứng chỉ hành nghề cho ông này. Cụ thể, Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền yêu cầu ra soát việc sau khi tốt nghiệp y sĩ tại trường trung cấp Tuệ Tĩnh, Thanh Hóa vào tháng 7 năm 2017, ông Võ Hoàng Yên đã thực hành tại cơ sở nào theo quy định để có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh vào năm 2018, ra soát quá trình hành nghề khám, chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên tại tỉnh Bình Thuận và các địa phương khác, sự việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ. Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, việc quảng cáo thuốc y học cổ truyền không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội, các kênh thông tin ngày càng tràn lan. Nhiều kẻ đã lợi dụng lòng tin của người bệnh để kiếm lời, còn người dân vì cả tin nên vướng vào bẫy của các thần y, danh nghi tự xưng trên mạng. Đặc biệt, nhiều quảng cáo còn sử dụng thông tin cá nhân, hình ảnh của các chuyên gia nổi tiếng để cắt ghép vào video quảng cáo, khiến nhiều người bệnh hiểu nhầm. Để hạn chế tình trạng thuốc đông y quảng cáo tràn lan, Bộ Y tế cho biết sẽ ra soát tổng thể các vấn đề về cấp phép, hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Với người đã được cấp phép, phải bổ sung, cập nhật chuyên môn, quá trình hành nghề nếu có sai sót thì cơ sở quản lý ở địa phương chịu trách nhiệm. Đặc biệt, sắp tới Bộ Y tế cũng sẽ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, chất lượng dược liệu. Cùng với đó là các biện pháp tăng cường thanh kiểm tra lĩnh vực y dược cổ truyền tư nhân, đảm bảo thuốc đông y phải phát triển dựa trên khoa học bằng chứng. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cũng cần có sự hiểu biết, tỉnh táo khi lựa chọn các phương án điều trị bệnh.